Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là dây nịt nam da cá sấu, da da lưng, da gai nha mọi người. Da này nằm trên lưng nên nó sẽ có gai. Đầu là đầu sắc si, ở trên có gắn con cá sấu và có lớp da ở dưới. Đầu màu trắng nha mọi người. Thì đây là một loại da cao cấp. Và được rất nhiều người ưa thích. Dây này là dây dài 1,2 m nha mọi người. Thì nó là từ trên ngay chỗ đầu kéo xuống tới đuôi nên nó sẽ có hàng gai rất là đẹp. Và chỗ da này cũng rất ít có. Đây là một đường thẳng từ trên lưng xuống nha mọi người. Và thì một con chỉ sẽ được một đường nên nó cũng khá là đẹp. Nó có hơi xéo tí xíu nhưng mà cũng khá là